Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Hiện tại bây giờ là cũng giấc trưa ông bà cô bác. Bây giờ bé Sâu được bà nội để gội đầu cho bé Sâu đây. Kéo áo che xích lên em. Để lộ ti. Bé Sâu. Vậy bé Sâu sợ té. Sâu sợ té. Bé Sâu chào ông bà đi con. Chào bà cô bác. Bữa nay bé Sâu sức khỏe đã tiến triển nhiều ông bà cô bác ơi. Và được bà nội gọi đầu miễn phí. Này ngứa đầu rồi nè. Bé Su chào ông bà đi con. Chào bà. Chúc ông bà sao? Khỏe, 7 tuổi. 7 tuổi, 7 tuổi. Sống lâu trăm tuổi mà con nó không rõ. Này bữa nay tình hình sức khỏe của bé Su đã tiến triển nhiều. Bé cũng không có bị nhức đầu chứ không có bị ói ông bà cô bác. Ăn uống bình thường, ăn uống phải re. Được bà nội gọi đầu cho nữa. Nè, lấy viết nè, viết gạch sau dính cái mặt rồi đó. Nội im không? Đây mẹ Phong đây. Đây, chào ông bà cô bác luôn đi mà. Chào ông bà cô bác. Rồi. Pha nước. Đã không sao? Đã. Dạ đã. Mẹ buông nha. Mẹ buông nha, trời làm gì nắng dữ vậy? Nó sợ tuột xuống quá. Bữa nay con khỏe nhiều chưa? Khỏe nhiều chưa ông nói bà nè, cho ông bà yên tâm nè. Dạ khỏe nhiều. Sao răng đâu giáo sao? Ăn kẹo sao xuống răng hết trơn rồi? Coi vợ không còn răng đầy đủ. Cả nhà vui vẻ không bà cô ấy? Bữa bị mà sợ luôn á. Bữa nay gia đình ấm im trở lại rồi ông bà cô bác ơi. Cô hỏi sao biết sao mà chạy mà bị té dữ vậy? Nè em nói sao? Em nói không biết nó chơi giỡn á rồi không biết trúng vô ấy. Rồi bé Su có gọi đầu không? Có. Trời ơi. Dạ có lớn lên. Chiều đi mẹ gọi, chiều tắm mẹ gọi. Con này tại vì chị ba bị ấy nên phải gọi nằm vậy á con. Chị ba bị vậy nên mới gọi đầu nằm tại con. Tại vì gọi cho cái vết thương của chị ba sạch á, để dơ bị nhiễm trùng. Tóc sâu dơ quá. Nóng nữa đó. Đã lắm hả, gì cười dữ sao? Đã. Dạ đã. Dạ đã. Nóng không? Dạ không. Dạ, nó pha uống vừa chứ không có nóng dữ. Nước nóng, đừng cho nó em. Giúp. Con cũng cảm ơn bác hai đi con. Cảm ơn bác hai. Cảm ơn ông bà cô bác đã quan tâm con. Dạ con cảm ơn bà cô bác đi con. Ông Long là xem là khóc luôn. Bữa nay ông Long thấy bé Sâu ông Long cười. Ê coi chừng lỗ bụng. Đây ba Phong đang nằm ông bà cô bác. Chào ông bà cô bác đi ba. Ở nhà ba Phong quần áo phạch ngực không? Nóng nực quá. Hôm nay mùa khô nên là cũng chưa có buôn bán gì, cũng đang mới ấy đất ấy nằm im ấy đất lên để Phong cũng đang tải cái clip lên để chiều đăng tải cho ông bà cô bác. Coi chừng nha, chân lo bụng im. Ê, ba chịu lại để tuột xuống à. Che cái bụng lại. Ê, ba che lại. Rồi dính ba ha. Trời nổi da gà luôn kìa. Có nghiêng nghiêng ngoài trước đi. Tin. Không ba không ấy. Trời ơi người ốm nhiều ốm nhách. Rồi bẻ xuồng hết. Bẻ phòng là tóc là bạc hết rồi. Trời mỉm mỉm nữa. Suy nghĩ những việc làm lỗi lầm mình gây ra hả? Nói đâu phải lỗi của nó đâu. Mày lỗi chị ba mà. Này phải chí trời nóng nực mà được bà nội gọi đầu nữa. Bà nội không yên tâm để vợ Phong gọi đầu cho bé. Bà nội gọi kỹ lắm. Rồi đó là bà nội đúng rồi. Mấy anh em trong gia đình là bà nội nhổ răng hết không bà cô bác?
Nồi là nhổ dần mấy anh em sạch luôn. Thì nhiệt độ đang rất là nóng, trời chưa nắng nóng. Để phòng quay để gửi anh Khánh Nguyễn. Anh Khánh Nguyễn anh đăng tải cho ông bà cô bác cũng mừng, cũng yên tâm. Bé Sâu đã khỏe mạnh. Rồi khỏe mạnh này đi học ha. Để mới bỏ bê bài vở rồi bạn bè nữa. Qua đây vắng rồi. Vắng hai bữa rồi. Sạch sẽ rồi. Đã không? Mát lạnh luôn. Ngồi im con. Ngồi im. Tí xíu đi nhậu với mặt xíu. Này. Này ở bên ngoài nè ông bà cô bác ơi. Nắng đồng khô. Này kêu bằng đồng khô cỏ trái luôn. À. Đây có một cái quầy chuối. Chuối này là chuối nhà không bà cô bác. Chuối này chịu bằng chuối già. Nó chín quá, chín quá nhưng thiếu nước hay sao mà nó nứt. Nứt nhỏ nẻ, chè hẻ ra luôn. Này là chuối này, chuối chín cây luôn. Ăn nó ngọt lắm không bà cô bác ơi. Đó, ông bà xem rồi. Con kỳ nhông. Kỳ nhông nó bò lên cái cây. Còn cây nhào. Cây nhào này cũng chị đau lưng nhức mỏi cũng hay lắm. Đó. Đó, mà cô bác thấy trái nhào nhào bữa giờ cũng nhiều cô bác xin lắm. Trái này cũng bớt rồi, cái này chấm muối hột ăn ngon. Một cây chanh mà bữa giờ trời nắng quá thì trái cũng bớt nữa. Còn cái ớt rồi cũng héo queo luôn, nhưng mà ăn ớt nhà Phong ăn cũng đâu có hết đâu mọi cô bác. Trái cũng nhiều cây lắm. Này nắng quá trời đã trời mưa. Trời mưa dầu dền mùng tơi nó lên dữ lắm. Trời nắng thì ít lắm, ít lên không bà cô bác. Trời nắng là người còn muốn ngợp luôn không bà ơi. Còn cây khế này cũng mấy nhánh nó cũng khô, nó cũng chết luôn. Giờ Phong lau nhà đây. Lau nhà sạch sẽ. Còn mấy đứa nhỏ vô trong nhà tắm luôn rồi. Nồi cá biển kho măng nè ông bà cô bác. Này, cá biển kho măng rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Nhớ gì xô đây để Phong sẽ xem bữa nay có trái bần nào già chín không. Cái bần này hôm bữa sâu dữ lắm luôn ông bà quá, trái cũng da bông trái cũng quá trời luôn. Bần này mà ăn với mắm ngon lắm. Dâu lan bữa nay cũng sơ sát luôn. Ông bà cô bác cho đu đủ trái. Đu đủ này nấu với giò heo, mấy phụ nữ mà mang bầu tốt lắm ông bà cô bác, ăn có sinh ra sữa. Đây bé Sâu bây giờ được bà nội là cưng nhất nhà, nhưng mà không có nhõng nhẽo nghe chưa. Đây chuẩn bị sẽ chế thuốc sát trùng cho bé Sâu nha. Như bên điện thoại bữa nay nó hơi giật rồi mà cô bác. Quay lâu ngày nó sẽ nóng ngoáy cái điện thoại. Bữa nay bé Sâu nhớ bạn bè không? Có. Còn nhớ cô không? Làm gì vậy? Không bị lũ vô nhà luôn kìa Su. Bị lũ vô nhà sao kìa.
Rồi chuẩn bị nha. Okay. Chuẩn bị sức cái chai này hơi giác giác một tí thôi. Giữa nước muối luôn mày. Khỏi rửa đi, nãy mà mẹ gọi cái đầu nó sạch rồi, xà bông sạch rồi, giờ lấy thuốc sát trùng sức vô luôn à. Khỏi cái rửa muối gì hết. Đây cái đầu nó ấy rồi nè, nó khô. Như là sắp đi chắc chỉ ha. Thứ ba mới đi. Không, để từ từ đi, nó còn ấy nè. Đâu, bác sĩ nó thứ ba nè. Tại không một... vậy chứ mình để trễ lên cũng được nữa. Để một tuần giúp thầy chứ có gì đâu, nó chút chỉ ra mà cho nó khô nó lành đi. Bác sĩ nó là một tuần là có thể là cắt ra được. Ê. 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 Này này đâu có ê. Đẹp nào. Ê. Ê. Có mẹ 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 để con. Gì đó? Cầm cái xuống. Ủa sao? Cầm nào. Cầm nó đi mẹ đi kẹp đi. Mẹ lấy cái kẹp lên kẹp con. Kẹp lên nó quấn tóc rồi nè. Chung. Biết bà nội thương coi bé sâu dữ lắm biết không? Dạ. Biết là biết làm sao? Hả? Dạ bé. Con biết rồi biết làm sao con? Rồi lấy gắn cái kẹp vô đó anh chị mà. Sợi cái này lên cho nó. Thôi một bên được rồi, bên này cho nó ấy này nhẹ nhẹ cái đầu nó đeo chi hả? Này làm gì làm bé Su rồi nó chơi nè ông bà ơi. Rồi nó miếng. Ê. Đã không sao? Rồi thôi chắc khép chương trình luôn bà cô bác ơi. Để cập nhật cho bà cô bác biết bé Sâu đã khỏe nhiều. Để cũng gửi những cái lời cảm ơn đến tất cả ông bà cô bác đã thương quan tâm gia đình và thương bé Sâu nha. Ngồi im con, đúng không nhé. Thì bây giờ thì Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn cũng chúc ông bà luôn có nhiều sức khỏe, luôn nhiều niềm vui và nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi bé Sâu nè, bé Sâu là phanh tay chào ông bà nè con. Rồi xích lên đây nè. Rồi con có chúc ông bà gì không? Chúc ông bà cô bé em khỏe, có nhiều sức khỏe. Rồi bữa nay sức khỏe con sao con nói ông bà nghe lại nè. Con hết rồi. Con hết rồi phải không? Rồi thôi con đi gió ông bà đi. Rồi. Rồi hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo. Mẹ chào ông bà cô bác đi mà. Rồi chào ông bà cô bác anh chị em luôn. Rồi. Bé Su chào ông bà con. Chào bà bác hả? 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 Tuổi. Ừ, tuổi à. Rồi ba chào ông bà đi ba. Rồi chào chào. Rồi ba ông bà cô bác. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình